Thưa quý vị, trong khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng về vụ con trai ngáo đá sát hại mẹ ruột ở thành phố Hồ Chí Minh thì mới đây, một vụ án mạng tương tự lại xảy ra ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn khi bố đẻ bị chính con trai ruột của mình sát hại. Nguyên nhân của vụ án là gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi. Hoàng Mạnh Hùng, 50 tuổi, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đã dùng dao để đoạt mạng bố đẻ. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông HVB 81 tuổi tử vong tại nhà riêng thuộc khối 4 thị trấn Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương xác định được đối tượng nghi vấn gây án là là Hoàng Mạnh Hùng, con trai của ông B. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Mạnh Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bố đẻ vào buổi sáng ngày 29 tháng 3. Khi đó, Hùng đến nhà bố đẻ và đòi ông B phải đưa sổ đỏ nhà đất cho mình. Trong lúc bực tức, Hùng đã dùng dao để tác động nhiều nhát khiến cho ông B tử vong, sau đó bỏ về nhà. Được biết Hoàng Mạnh Hùng từng có hai tiền án về ma túy và không có việc làm. Ngày 30 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Mạnh Hùng về tội giết người. Sau những vụ án mạng sát hại cha mẹ gần đây, nhiều người đặt ra dấu hỏi về sự suy đồi trong đạo đức và văn hóa gia đình, chỉ vì bố đẻ không giao cho sổ đỏ nhà đất, nghịch tử đã thẳng tay sát hại đấng sinh thành của mình. Có lẽ giờ đây, Hoàng Mạnh Hùng không chỉ phải đối diện với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật mà còn là bản án lương tâm của chính mình